tướng Nhật Bản và người đồng cấp New Zealand hôm nay đã có cuộc đàm phán an ninh tại Tokyo, Nhật Bản nhằm tăng cường hiểu biết, hợp tác, ứng phó các thách thức chung trong khu vực. Lượng mưa ghi nhận từ đầu tháng 6 tại Ấn Độ giảm mạnh kéo theo nguy cơ sụt giảm sản lượng nhiều loại cây trồng. Tác động của biến đổi khí hậu tới nông nghiệp đe dọa an ninh lương thực của quốc gia đông dân nhất thế giới. Cùng gặp gỡ ứng cử viên trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới sẽ tham gia cuộc tổng tuyển cử tại Anh vào đầu tháng 7 tới. Thưa quý vị, rạng sáng nay, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã tới thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón Tổng thống Nga Putin có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và nhiều lãnh đạo Việt Nam. Trên cương vị là người đứng đầu Liên bang Nga, Tổng thống Putin đã có 4 lần sang thăm Việt Nam, trong đó có 3 lần thăm chính thức và cấp nhà nước vào các năm 2001, 2006, 2013. Còn vào năm 2017, Tổng thống Vladimir Putin đến Đà Nẵng để dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 mà Việt Nam là nước chủ nhà. Chuyến thăm lần này là lần thứ 5 Tổng thống Putin đến Việt Nam trên cương vị nguyên thủ. Chuyến thăm của Tổng thống Nga diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ký hiệp ước về các nguyên tắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga và trước thềm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025. Chuyến thăm sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực vì mục tiêu phát triển đất nước, phát huy thành quả 30 năm ký kết hiệp ước về các nguyên tắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga. Trong cuộc điện đàm vào tháng 3 năm nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Putin tiếp tục khẳng định coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, mong muốn củng cố hợp tác song phương trên cơ sở tin cậy và cùng có lợi. Ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp New Zealand Christopher Luxon đã có cuộc đàm phán an ninh tại Tokyo, Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản đánh giá môi trường chiến lược ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang ngày càng trở nên thách thức hơn. Do đó, Nhật Bản và New Zealand cần tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Về phần mình, Thủ tướng New Zealand nhấn mạnh, thời điểm hiện tại là thời điểm quan trọng để hai nước tăng cường hiểu biết, hợp tác, ứng phó các thách thức chung tại khu vực. Cuộc tổng tuyển cử tại Anh sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 7 tới và người dân ở khu vực Brighton lần đầu tiên sẽ có thể bỏ phiếu cho một ứng cử viên ảo. Ứng cử viên ảo có tên là Steve, thực chất là hình ảnh được trí tuệ nhân tạo AI tạo ra với nguyên mẫu là doanh nhân Steve Endicott. Ông Endicott là ứng cử viên độc lập tham gia tranh cử tại một thị trấn ven biển phía nam nước Anh. Ông sẽ là đại diện trực tiếp tham gia các cuộc họp quốc hội. Tuy nhiên, ông sẽ chỉ đóng vai trò là người dẫn dắt và ứng cử viên ảo sẽ đưa ra các quyết định chính sách. AI Steve sẽ tương tác theo thời gian thực với người dân địa phương, từ vấn đề nhà ở cho đến nhập cư, lên ý tưởng chính sách trước khi tham vấn người dân. Các ngành công nghiệp ở Trung Quốc đang khai thác những tiềm năng của trí tuệ nhân tạo AI để phát triển các mô hình tri thức lớn công nghiệp cho từng ngành cụ thể. AI đang mang lại lợi ích lớn từ ngành y tế đến hỗ trợ cho dự báo thời tiết được chính xác hơn. Từ Trung Quốc, phóng viên Thái Bình sẽ thông tin cụ thể. Trung Quốc đã phát triển hơn 200 mô hình AI, đa phần là mô hình tri thức lớn công nghiệp, dựa trên các ứng dụng chuyên biệt và dữ liệu cụ thể. So với các mô hình ngôn ngữ lớn phổ biến được đào tạo với kiến thức chung, thì các mô hình tri thức lớn công nghiệp sẽ thu thập kiến thức trong các lĩnh vực chuyên biệt để giải quyết các vấn đề cụ thể, từ đó mang lại nhiều ứng dụng thực tế hơn. Những đột phá này đang phát huy mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế và hỗ trợ người khuyết tật. Một công ty ở trung tâm công nghệ ở thành phố Hàng Châu, phía đông Trung Quốc, đã phát triển một chi giả thông minh dựa trên mô hình tri thức lớn công nghiệp giúp di chuyển chính xác và an toàn hơn. Trong khi đó, một công ty AI ở Bắc Kinh đã phát triển một hệ thống quản lý bệnh mãn tính. Nó cho biết tình trạng sức khỏe hiện tại và biên soạn dự báo về sức khỏe toàn diện 3 năm tới theo thông tin cơ bản của khách hàng. Chức năng này dựa trên việc đánh giá hàng triệu bộ dữ liệu khám sức khỏe để dự đoán tình trạng sức khỏe của khách hàng và giúp các bác sĩ quản lý các bệnh mãn tính. Mô hình tri thức lớn công nghiệp cũng đang được sử dụng trong lĩnh vực khí tượng học. Các nhà nghiên cứu tại Tập đoàn Tư vấn Kỹ thuật Sông Hoàng Hà áp dụng mô hình để cải thiện độ chính xác của dự báo lũ lụt. Với sự trợ giúp của mô hình tri thức lớn công nghiệp, thời gian dự báo lũ lụt tổng thể đã giảm từ 3 giờ xuống chỉ còn 5 đến 6 phút, với độ chính xác lên đến 80%. Những mô hình này được dự báo sẽ đóng góp đáng kể cho sự phát triển của các ngành công nghiệp mới nổi. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Đội tuyển Đức đã trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng sau của Euro 2024. Những người hâm mộ của nước chủ nhà thì vỡ òa cảm xúc.
Hãy cùng với chúng tôi trải nghiệm việc xem bóng đá trong vườn bia cùng với các cổ động viên nước Đức trong ngày vui của chính họ. Trời mưa to cũng không ngăn được hàng trăm cổ động viên đội tuyển Đức tập trung ở vườn bia để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Hungary. Đồ cổ vũ thì đã được chuẩn bị sẵn. Họ tụ tập bạn bè và thậm chí mang cả gia đình tới đây. Uống bia ở Đức thì không quá ồn ào. Bà nào biết bàn đấy, mọi người uống với nhau rất vui vẻ và thưởng thức trận đấu. Tôi thích không khí này. Tôi thường xuyên tới đây để theo dõi các trận đấu của đội tuyển quốc gia cùng với các bạn bè của mình. Khác với kết quả của loạt trận giao hữu, khi vào chính thức, đội tuyển Đức năm nay thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều và mang tới niềm vui cho người hâm mộ. Nhẽ ra chúng tôi phải thắng 3-0. Hiện nay, đội tuyển Đức đã mạnh hơn rất nhiều. Tôi tin đội tuyển Đức sẽ giành được chức vô địch. Đội tuyển Đức lại khiến người hâm mộ ngất ngây. Họ ăn mừng cuồng nhiệt, trao nhau những nụ hôn và không quên cụm ly chiến thắng. Uống bia xem bóng đá là một nét văn hóa truyền thống của người Đức. Thưởng thức không khí này tại vườn bia là một trải nghiệm tuyệt vời. Và càng tuyệt vời hơn khi mà đội tuyển Đức đã có được chiến thắng để sớm góp mặt ở vòng sau. Cheer! Và ước tính là có khoảng 150-200.000 cổ động viên Scotland đến Cologne để cổ vũ đội nhà trong trận đội tuyển Thụy Sĩ rạng sáng nay. Nhưng mà chỉ có khoảng 20.000 người có vé vào sân, số còn lại thì tập trung xem bóng đá khắp nơi tại thành phố này. Vâng, từ các công viên, quảng trường cho đến các nhà hàng, đâu đâu thì họ cũng tạo nên bầu không khí vui vẻ, lạc quan, bất chấp kết quả thi đấu của Scotland có như thế nào. Ghi nhận về bầu không khí sôi động này của các phóng viên truyền hình Việt Nam tại Đức. Khoảng 150.000 đến 200.000 cổ động viên Scotland đổ về thành phố Cologne để xem trận đấu giữa đội tuyển Scotland và đội tuyển Thụy Sĩ trong trận đấu ngày hôm nay trên sân vận động của câu lạc bộ Cologne. Và chỉ có 20.000 người có thể có vé để vào sân thôi, còn số còn lại thì họ tập trung rất đông ở các quảng trường, ở các quán. Và đây là sự cuồng nhiệt của các cổ động viên Scotland mà tôi đã chứng kiến rất nhiều rồi ở giải đấu ngày hôm nay. Họ đến đây là để tiệc tùng, để vui mừng, đúng với khẩu hiệu là No Scotland, No Party. Với các cổ động viên Scotland thì việc đội bóng của họ có thắng hay thua có lẽ cũng không còn là điều quan trọng nữa. Bởi vì như chúng ta thấy là hôm ở trận đấu khai mạc họ đã thua đội tuyển Đức với tỷ số 1-5. Nhưng sau trận đấu thì các cổ động viên Scotland không hề giảm niềm vui, thậm chí là họ còn mở tiệc và còn vui hơn cả đội chiến thắng cơ. Và ở trận đấu ngày hôm nay có lẽ cũng vậy, bởi vì với các cổ động viên Scotland thì họ đến với Euro, họ đến đây là để hòa mình vào bầu không khí lễ hội, họ đến đây là để được đi chơi, để được vui chơi hết mình với không khí của Euro. Lạm phát ở Anh trong tháng 5 vừa qua đã lần đầu tiên quay trở lại mục tiêu 2% sau gần 3 năm, dữ liệu vừa được công bố hôm nay. Tuy nhiên, áp lực giá cơ bản vẫn mạnh, có nghĩa là Ngân hàng Anh có thể sẽ đợi lâu hơn trước khi cắt giảm lãi suất. Lạm phát gia tăng ở hầu hết các nền kinh tế phương Tây vào nửa cuối năm 2021 do sự tắc nghẽn chuỗi cung ứng do đại dịch COVID-19 và sau đó là các tác động từ xung đột Nga-Ukraine khiến giá khí đốt tự nhiên tăng cao. Giá tiêu dùng tại Anh đã tăng khoảng 20% trong 3 năm qua. Mùa mưa được ví như huyết mạch nuôi sống hoạt động canh tác nông nghiệp của Ấn Độ khi đem lại gần 70% tổng lượng nước mà quốc gia Nam Á cần cho hoạt động trồng trọt, cũng như nạp vào hồ chứa và các tầng nước ngầm. Tuy nhiên, lượng mưa năm nay ghi nhận tại Ấn Độ đã sụt giảm nghiêm trọng, đe dọa sản lượng nhiều loại cây trồng như lúa, lúa mì và cây mía lấy đường. Tác động của biến đổi khí hậu đang khiến đời sống sản xuất và sinh hoạt của 120 triệu nông dân Ấn Độ gặp nhiều khó khăn. Chị Sobha Lande là nông dân tại làng Talegaon ở bang Maharashtra, Ấn Độ. Mấy năm trở lại đây, thời tiết nắng nóng gay gắt vào mùa hè và khô hạn do thiếu mưa khiến mùa màng thất bát, đẩy cuộc sống của gia đình chị vào cảnh khốn khó.
Thường thì vào mùa mưa chúng tôi có việc để làm, nhưng thời tiết mùa hè giờ đây quá nóng và chẳng thể làm việc đồng áng. Trong nhà chẳng có lương thực và thật khó để sống sót. Không chỉ ở bang Maharashtra mà trên toàn Ấn Độ, lượng mưa từ đầu tháng 6 đến nay giảm khoảng 20% so với các năm trước, báo hiệu khó khăn đối với ngành nông nghiệp của quốc gia đông dân nhất thế giới. Khu vực Tây Bắc ghi nhận lượng mưa giảm khoảng 68% so với các năm trước do đang trải qua những đợt sóng nhiệt tồi tệ. Theo dự báo, thời tiết nắng nóng có thể sẽ kéo dài các bang miền Bắc trong những ngày tới, dao động trong khoảng 42 đến 47,6 độ C, đe dọa làm giảm sản lượng lúa mì. Tại các khu vực miền Trung trồng cây đậu tương, bông và mía lấy đường, lượng mưa giảm 29% so với thông thường. Nguyên nhân trực tiếp do con người gây ra là khai thác quá mức nước ngầm và trồng các loại cây cần nhiều nước như mía đường. Và lý do khác như biến đổi khí hậu, trong đó nhiệt độ tăng cao về cơ bản sẽ dẫn đến sự thoát hơi nước nhiều hơn và tình trạng thiếu nước. Tần suất và cường độ của những đợt hạn hán dự kiến sẽ tăng lên. Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi Nông dân Ấn Độ cho biết, sản lượng gạo dự kiến sẽ giảm 8,8% xuống 123,8 triệu tấn trong niên vụ tính đến tháng 6. Trong khi sản lượng lúa mì có thể sẽ giảm từ mức 114 triệu tấn một năm trước xuống mức 112 triệu tấn do thời tiết bất lợi. Sản lượng sụt giảm dẫn tới nguy cơ Ấn Độ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu một số nông sản. Ấn Độ hiện là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, xuất khẩu đường và hành lớn thứ hai thế giới, đồng thời là nước xuất khẩu lúa mì lớn. Do đó, chính sách kiểm soát giá cả trong nước và hạn chế xuất khẩu nông sản của Ấn Độ có thể sẽ tác động tới an ninh lương thực thế giới. Từ ví dụ tại Ấn Độ, có thể thấy là tình trạng trái đất nóng lên đe dọa năng suất cây trồng và có nguy cơ gây mất an ninh lương thực toàn cầu. Nhiều giải pháp nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu đã và đang được triển khai trên khắp thế giới. Trong phóng sự sau đây, hãy cùng tìm hiểu về những dự án của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc để giải quyết đồng thời những thách thức về khí hậu và đảm bảo an ninh lương thực. Mặc dù các hệ thống nông nghiệp thực phẩm góp phần tạo ra khoảng 1/3 lượng khí thải nhà kính, nhưng chúng cũng có tiềm năng đóng góp lớn cho hành động tích cực về khí hậu. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO đang hỗ trợ các quốc gia thực hiện các giải pháp nông nghiệp thông minh. Những giải pháp nông nghiệp bền vững không chỉ giúp đạt mục tiêu trung hòa carbon trong sản xuất lương thực thực phẩm, mà còn có tiềm năng to lớn trong sản xuất năng lượng tái tạo. Trang trại không phải chỉ sản xuất thực phẩm mà có thể tạo ra năng lượng tái tạo. Năng lượng sau đó có thể được sử dụng trong trang trại cho các nhà kính để bơm nước, dùng cho tưới tiêu hoặc chia sẻ vào lưới điện. Tốt hơn nữa là tận dụng chất thải nông nghiệp để biến chúng thành nhiên liệu sinh học. Tất cả những giải pháp này là những giải pháp nông nghiệp thông minh mà chúng tôi đang thực hiện với các quốc gia. Một dự án thành công có thể kể đến là chương trình hợp tác giữa FAO và Quỹ Môi trường Toàn cầu để hỗ trợ hơn 120 quốc gia về chính sách, đầu tư và kỹ thuật, công nghệ nông nghiệp trong một gói tổng thể nhất quán, giúp tăng cường khả năng thích ứng, chống chịu, phục hồi của cây trồng trước điều kiện khí hậu thay đổi. Gần 1,5 tỷ đô la Mỹ đã được tiếp cận và nguồn tài trợ đó đã được sử dụng để thực hiện các giải pháp này nhằm quản lý bền vững đất và biển. Và khoản đầu tư đó đã mang lại kết quả tuyệt vời. Chúng tôi đã có hơn 100 triệu hectare đất được quản lý bền vững. Điều đó đã giúp giảm hơn 500 triệu tấn khí thải nhà kính và mang lại lợi ích thực sự về việc làm và sinh kế bền vững. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, đến năm 2050, khoảng 1/10 diện tích đất được sử dụng cho trồng trọt và chăn nuôi có thể không còn sử dụng được nữa do biến đổi khí hậu. Trên khắp thế giới, sản xuất nông nghiệp đang có bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Các nước đều đang ứng dụng ở nhiều tầng các phương pháp thông minh và sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất trong khi vẫn đảm bảo yếu tố môi trường. Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu và giảm phát thải là một trong những ưu tiên hàng đầu của nền nông nghiệp toàn cầu. Tuy nhiên, việc nhân rộng các mô hình nông nghiệp thông minh còn hạn chế do những khó khăn trong tiếp cận yếu tố đầu vào, chi phí thực hiện cao và thiếu vốn đầu tư. Để triển khai thành công những giải pháp nông nghiệp bền vững, đòi hỏi cần có sự tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ giữa các quốc gia, đẩy mạnh hợp tác công tư.
Đà trượt giá của đồng yên Nhật thì đang tiếp tục là một vấn đề đau đầu với các nhà hoạch định chính sách của nước này. Tuy nhiên ở chiều ngược lại thì vấn đề này lại tạo ra hiệu ứng tích cực với các nhà sản xuất của Nhật Bản khi mà kim ngạch xuất khẩu của nước này tăng trưởng mạnh nhất kể từ cuối năm 2022. Số liệu do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày hôm nay cho thấy xuất khẩu tháng 5 của nước này tăng 13,5% so với cùng kỳ của năm ngoái, đánh dấu tháng tăng thứ 6 liên tiếp. Mức tăng này cao hơn mức dự báo trước đó, đồng thời là mức tăng mạnh nhất kể từ cuối năm 2022. Trong đó động lực chính cho mức tăng trưởng này là sự mất giá của đồng yên. Bộ Tài chính Nhật Bản cho hay là tính bình quân, tỷ giá đồng yên trong tháng 5 so với đồng đô la Mỹ là 155,48 yên đổi 1 đô la Mỹ, giảm gần 15% so với cùng kỳ của năm ngoái. Đồng nội tệ yếu thì làm chi phí nhập khẩu gia tăng, nhưng mà mặt khác, đây lại là một điểm cộng cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản bởi họ được hưởng lợi từ mức giá cả bằng ngoại tệ cạnh tranh hơn. Robot đang ngày càng phổ biến trong đời sống hàng ngày, từ các robot trợ giúp trong các dây chuyền sản xuất cho tới các robot nấu ăn, robot pha chế, robot phẫu thuật và thậm chí là cả robot sáng tác tranh. Vậy trong một trung tâm phát triển robot thì sẽ có điểm gì thú vị? Hãy cùng chúng tôi khám phá một trung tâm phát triển robot cộng tác tại Đan Mạch trong phóng sự sau. Những con robot nhặt đồ, nâng hàng hay mang vác, giờ đây chúng đã có một ngôi nhà chung. Đó là trung tâm robot cộng tác rộng 20.000 m2 nằm cách thủ đô Copenhagen của Đan Mạch 150 km về phía tây. Hai công ty chế tạo robot đã tạo ra cơ sở bề thế này để cùng hợp tác và mang về những đột phá mới trong việc phát triển cobots. Đây là loại robot được thiết kế để hoạt động an toàn cùng với con người. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu tự động hóa ở hầu hết mọi ngành công nghiệp, từ hậu cần, dược phẩm, thực phẩm, đồ uống và hơn thế nữa. Hơn bao giờ hết, trí tuệ nhân tạo AI đang tạo nên bước đột phá trong lĩnh vực robot. Ngày nay, trí tuệ nhân tạo đang trở thành một siêu năng lực. Nó không chỉ giúp robot lập trình dễ dàng hơn, mà còn cung cấp cho chúng khả năng giải quyết vấn đề và sự linh hoạt gắn liền với trí thông minh của con người. Theo một báo cáo gần đây, ngành công nghiệp robot, tự động hóa và thiết bị bay không người lái của Đan Mạch đã tăng trưởng 9% vào năm ngoái, với khoảng 18.500 người hiện đang làm việc trong ngành này. Hiện có gần 600 công ty robot, tự động hóa và thiết bị bay không người lái ở Đan Mạch, tạo ra doanh thu 3,7 tỷ euro vào năm 2022. Hãng thông tấn Nga ngày hôm qua cho biết là hạm đội phương Bắc của Nga đã tiến hành tập trận trên biển Barents. Cuộc tập trận có sự tham gia của các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Severoven và Oros. Vâng, trong nội dung tập trận thì các tàu đã thực hiện bắn tên lửa hành trình Kaliber và Granit ở khoảng cách là 170 km vào các mục tiêu mô phỏng một phân đội tàu đổ bộ của kẻ thù giả định. Theo Interfax thì cuộc tập trận đã kết thúc thành công. Các tên lửa được sử dụng đã khẳng định đặc tính vốn có và độ tin cậy cao. Lần đầu tiên các nhà khoa học đã chứng kiến theo thời gian thực một hố đen cách trái đất 360 triệu năm ánh sáng đột nhiên bắt đầu sáng hơn và tiêu thụ vật chất trong lực hút của nó. Theo nghiên cứu về hiện tượng được công bố ngày hôm qua, trong một thiên hà thuộc chòm sao Sử Nữ, cách trái đất khoảng 360 triệu năm ánh sáng, các nhà khoa học nhận thấy hố đen đang tỏa sáng hơn bao giờ hết. Hố đen của thiên hà này có khối lượng gấp khoảng 1 triệu lần khối lượng của mặt trời. Nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đang phân tích dữ liệu từ một số kính thiên văn để xem liệu hoạt động của hố đen chỉ là tạm thời hay sẽ tiếp tục trong tương lai.